Hello mọi người ơi, thì như đầu video là mọi người cũng thấy đó, là hôm nay mình rất là may mắn luôn á, là mình mua được thịt bò. Thì thịt bò thì nói chung mua thì mùa này thì cũng dễ đi, nhưng mà may mắn mua được một cái gói gia vị để nấu. Hôm nay nấu lẩu bò nha mọi người nha. Ôi thèm lắm luôn, từ mấy tháng nay mọi người, mấy tháng nay là không có gì để không có ăn uống được cái gì trên, nên là hôm nay mua được nên là rất là mừng. Thì nãy giờ là mình đã hầm xương nè, gừng nè, rồi gia vị nấu củ lẩu mình bỏ ra. Hôm nay anh mua được một cái gọi là cái khăn lông á, khăn lông bò để dùng lấy ra để mình nè sắt. Cái này mình dùng lượt cái nước để mình nêm. Rồi nấu xong đó mình sẽ cho thêm là rồi may mắn nữa nè mọi người nè. Khoai môn. Rồi buổi nay mà mua được mấy cái này là thực sự rất là mừng luôn á. Mình chắc mình nêm cho vừa đủ ăn thôi ha. Vừa đủ. Bây giờ một cái nồi vậy là không đủ. Ăn vừa đủ thôi, cái nước kia có gì để lại may cho con. Có thuốc bắc không, bộ thuốc bắc ăn được không? Mấy cái cốt bò mà mình xiên mình hầm nhừ đó nha, lấy cái này ra cho con nấu canh đủ rồi, bổ lắm luôn, nấu cháo. Mình tỉ nè, xương mình sẽ cho cái cải trắng, thêm ngọt nước, thêm muối. Ra nấu bò ngon lành tình đàn mọi người. Bây giờ xong hỏi rồi mình sẽ nếm mọi người. Nếm mọi người. Nãy giờ cũng nếm rồi đó. À thiếu đậu hũ nữa. Để lấy đậu hũ ra. Thôi đi. Không. Ừ. Này hai khăn lông hai thịt nữa. Món chính là mình nè. Thịt luôn. Mình sẽ cho vô luôn đi. Tại vì nãy mình hầm đó thì nó cũng còn trong cái ngọt nữa. Chưa có chín lắm, chưa có tới lắm con. Quá rất đặc biệt rồi nè. Cái nồi lẩu mình nói thì cũng hơi nhỏ thôi. Bảo đảm ngon, mọi người nghe cái mùi không là thấy là đã đời rồi đó. Tại luôn mua nay mua cái nồi này là nấu là để là cái bịch này mình là vậy, nấu đậu dê luôn, đậu dê đậu bò luôn đó. Nên là dê cũng được, bò cũng được, mình cho ít thôi, không cho hết nguyên một nồi nữa, một bịch nữa là cũng thôi đó. Bây giờ nêm nha, nêm nó là ngon, nó là xanh rồi đó. Em lấy cái khăn lông ra em ngủ cái em cắt bỏ vô nữa là xong. À, em cái muỗng này. Hồi nãy á, là mình đã cho gia vị trước miếng rồi mọi người. Gia làm công sự. Thật sự ở nhà mình nấu ăn á thì thật sự nó cũng rất là bình thường thôi, nó cũng là ăn với cái tâm thái là ở trong nhà. Nên mình nêm xong mình lấy cái muỗng mình múc mình nêm luôn, mình ăn luôn. Nhưng mà các bạn á, bạn biết sao không, mình nông dân cũng quen. Có nhiều bạn góp ý là phải lấy cái muỗng riêng để mà nêm. Đó. Thì cũng nhớ lấy nêm nêm xong rồi cũng còn trứng nào tật đó, nhà quê vẫn là nhà quê mọi người ơi. Thành ra hả? Đôi khi nó cũng còn hả? Chưa có đúng lắm. Muối nha. Muối. Anh cho muối đường bột ngọt rồi, nhưng mà bây giờ mình cho thêm muối bột nêm, một xíu nước mắm nữa là ok. Đường phèn. Rồi,
thêm cho nó tới nữa là ngon nha mọi người nha. 10 phút nữa. Mọi người ơi, rau hôm nay có đầy đủ luôn nè. Cải đắng nè. Không phải cải đắng, phải cải đắng, rồi cải đắng. Rau muống nè, mồng tơi nè mọi người, có ít gì ta? Mồi gai. Đây là mì. Rồi đây là ăn lông với thịt còn lại. Đây. Khác gì một cái lẩu bò đó mọi người ơi. Mời mọi người đến nhà em thưởng thức đi, ai thèm lẩu bò bữa giờ. Mời đến nhà em thưởng thức mọi người ơi. Quá sức rồi. Em chưa có cho ăn lông vô đây em ơi. Cho vô đây cho nóng đi em. Cho nóng đi. Đây mình đã, hãy luộc xong rồi bắt đầu mình cho vô mình hầm nữa mọi người. Luộc chung với gừng xả cho nó thơm á. Bán mùi tanh, bán mùi hôi. Rồi. Okay. Anh có nhiều anh như thế. Xin mời ba mẹ mình vào bàn rồi mọi người cùng thưởng thức nha. Rồi. Hello, xin chào đại gia đình. Xin chào cả nhà. Mọi người thấy góc quay này quen thuộc không mọi người? lâu lắm hết cả nhà mình thấy lại cảnh cũ. Ngồi đây nhớ, ngồi đây có ông ngoại rồi nữa. Yên chen mà ông ngoại cũng hay ngồi góc này đó. Người xưa cảnh cũ. Cảnh cũ còn đây người xưa đâu rồi. Nay buổi chiều thân mến là ra làm cái lẩu bò. Lâu lắm rồi ăn lại cái này ngon thấy rồi. Mấy tháng rồi đó mọi người. Hôm nay thật sự rất là xương luôn. Mấy tháng rồi cũng có đủ, không có đủ đồ. Bài ba nè. Rồi, ok, cảm ơn con. Để anh đi cái cho mũi đi không? Thấp rồi. Nè, con để đây mũi lắm. Ngày hôm nay nha. Mày lấy ra vô đi con, để mì ha. Rồi, xin mời cả nhà nha. Cái này là mình thích cái này. Ngon lắm. Cái đó nguyên mẹ đã mua nguyên mũi to lắm hả? Còn nữa, để là bữa luộc ấy vậy đó, bắt đầu nó muốn lên rau, mà chưa có rau thì nào có. Vậy cái tủng xôi cạo lông. Bằng lông đây. Bằng lông. Lấy thêm cái đầu cái làm gì cũng chê là ghé vô, ăn ngay, ngon hết, ít rồi. Chắc nó không nước ha, bỏ ít nước à. Chà, vậy là anh lấy thì ăn thêm miếng đường đi con này. Chao hơi mặn. Hơi mặn mọi người ơi. Ơi chiều nay xin phép lẩu ngon quá mọi người. Làm lại chung hai chung rượu. Mọi người nghe. Bia cũng có nhưng mà cái lẩu rò thì uống rượu nó mới đúng bài. Mời các anh chị mà có thích sở thích ăn lẩu uống rượu thì uống dùng chung với hai cha con em đi rượu đi vui nha. Chiều nay hai cha con uống sương sương mỗi người vài ly. Ngon quá. Nãy con nghĩ thôi, mà con cầm cái miếng đường. Cho này mặn hả? Nãy giờ thì đâu có bỏ đường đâu phải không? Ngay có không? Nó có một chén này. Để chén luôn, để tô luôn. À, để đây, để tô, để xương. Mấy tháng rồi, khiếp thiệt. Lâu lắm vậy chưa? Mềm rồi, vậy là được rồi, đừng mềm quá cũng dở. Đó đẳng hơn, phải dai dai chứ. Rau trước. Từ khi mà đãi anh em mấy cái anh em mà thợ cuối tuần mà lẩu bò tới giờ mà hai tháng mấy nay là từ lúc mà phong tỏ rồi đó siết chặt thành phố là cuối cùng là nay cũng được một cái mà cái gói mua phở mày biết mua đâu nè. Tôi mua từ bữa con mẹ đi bắt bá thanh á. Ngon quá luôn, không thua gì. Tại mất cái gì cũng bán luôn ha. Này mua ở đâu đây? Này mua ở đâu? Cái nào đó? Lẩu bò nè. Con nấu cái gì đây mua? Biết rồi nhưng mà cái mua trên mạng, cái đường sáng năm tám còn. Nhau chợ nó tan không? Mẹ gì đó nó lâu tan thôi. Có sữa bò. Sữa lạnh. Thêm á, làm thêm cho nó phải nhiên hôm nay nó còn.
Thì luộc á, luộc sả, đỡ là luộc sả gừng chứ có rau. Luộc sả thôi. Nhưng mà đông người ăn ngon lắm không? Cũng còn hơi ấy, nhưng mà tạm được. Này mà mỗi lần mình chè mình mua ghé cái chỗ quen biết mình mua dữ lắm, ngon lắm luôn. Biết ba mình thích là mình trời. Mình hỏi có hay không? Rồi mình đặt. Bến Tre là có chỗ ngay ba trong thầm. Mà không? Còn ngon. Phở bò cũng ngon ha, nổi tiếng luôn á, nhà ngã ba Tân Thành là ở dưới Bến Tre mình á, nổi tiếng quán quán phở bò luôn, phở bò Tân Thành. Còn nước nước bằng bên dưới đây nên bảo rất là con đã quen nhau á, anh biết dẫn con biết chuyện nữa, dẫn con về ăn cái phở của Tân Thành. Cái lúc con về ăn phở Tân Thành chỗ đó đó, ủa ta cái này là sợi hủ tiếu, ta cái phở là sợi hủ tiếu nhưng mà nước dùng nó rất là ngon. Vậy hả, rồi con có cảm ơn chưa? Cảm ơn. Cô quên rồi nói lời cảm ơn à? Rồi, rồi ra nói lời cảm ơn ha. Ở quê mình là thường cái cái ấy là sợ hủ tiếu mọi người. Mọi người nha. Có mấy gì không? Nước mẻ ngon. Đúng ngon. Nó ở nhà mấy tháng hai giật ra nhà nó ép cho ăn, bữa nay nó nhảy xuống bắt bích bích hai cái kinh cái đùi quá trời luôn. Ly là chiều đi ăn thôi, ra chơi các bạn nha. Ly thì nó hơi hơi tròn tròn được chút thôi, tròn tròn thôi đã luôn. Được chiều mới hôm á là cứ tối á là đi sình á là ba cổng, ba Ly mẹ cổng chơi chơi với nhau. Đi không, không hết nổi rồi. Không nổi. Nó nhảy cái phóc lên tay rồi, đâu có sủi luôn. Rồi muốn cái hả? Hai cái chân. Hai cái biết ý không tiêu chợ lúc nào mua bó để ở nhà á. Mới đi chợ chưa hả? Mới chợ chiều nó mua đủ rau luôn nè. Qua đi kiếm mà hôm qua nó cũng về chèn ăn rau muống. Rau muống tại vì thích ăn rau muống cái luộc rồi lấy cái nước. Cái chấm rau để ăn cơm á. Ba mình là cái kiểu ba mình thèm mắm mọi người. Rất là thèm mắm, mắm rồi rau rồi chấm mắm vậy đó, ăn cơm là ngon rồi chứ không cần phải thịt thà gì đâu. Ai thương ông xã cho miếng mắm là ngon thì có giá tặng quà thì cũng tặng gì đó. Tặng gì ta, nhắc mắm ở ngoài quê đeo cho mắm là vui. Bởi vậy chị Bi Mai, ê quên nè, chị Mai anh Bi á, biết ý lắm. Mỗi lần vô hoặc là mà gia đình có đâu mà đó là chị tự động mắm rồi sẵn vậy đó, là tới khi giờ ra máy bay là người ta đem tới hẳn thùng, là các thùng 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 ngủ lợn mắm chị Mai chưa đó. Được gì rồi chị, em hứa hẹn tháng 8, giữa tháng 8 là nhà cửa xong á, tân gia chị vô chơi. Bây giờ không xong rồi, rồi cái kiểu bây giờ tại chị đang có em bé. Hôm nữa là em có muốn đi chị Mai hứa rồi. Tháng 10 chỉ sang hai chồng mình ra. Hẹn lại. Đợi tháng. Đợi tháng ha. Ừ. Dạ, chỉ nói con ra sau này chỉ nói nhất định vợ chồng em ra. Chứ dạ hết chuyện ra. Nói tiếng này con không giờ công việc rồi con đi ăn kiếm rồi. Vui hơn, thấy hai chồng đó khỏe. Ừ. Giác hàng nhỏ mà quá. Đi dẫn nó ra ngoài có chơi được cái gì đâu, thoải mái gì đâu được, dẫn theo để nhà mẹ được. Đi mà hả, từ chắc mấy năm rồi đó, tôi mất hai vợ chồng có con rồi đó. Ừ. Đi đâu dẫn theo hai đứa nhỏ không có nói thì mình thấy nhớ. À, cũng buồn không đi mình thì nó cũng buồn. Để đi, đi để tôi lâu đi không nó mới nhắc hơn có mặt nữa con. Ừ. Con nữa không, con tự lấy mà không rồi. Con không rồi, rồi. Rồi. Ngán kẹo nữa rồi. Rồi để rồi bà, rồi để rồi cái nó được 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 nó 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 được nó
con ăn cái này ơi. Rồi con ăn cái này thôi. Con có uống nước không? Để lấy lùng lầm nè. Uống không? Uống được không? Mày lấy nước nha. Mang nước bỏ vô vô đây. Rồi cho con giống anh hai bỏ vô đây đúng không? Dạ. Dạ đúng. Rồi hai em đi ra. Rồi mẹ thấy rồi. Rồi cảm ơn mẹ đi ra nha. Ngon quá. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn. Ơi. Thầy có mặc kệ tiếp. Con nhỏ đâu có ăn đâu. Đây. Nè con cầm đây cho con qua đi. Nó ăn tiếp, nó để ăn tiếp. À để ăn tiếp đó. Rồi. Cho nó chơi đi nha. Rồi đi nha. Chơi vui vẻ nha. Rồi ngồi đó đi, không có được phá. Thì mình mới nói nha. Mình có cái tự hào với có cái sung sướng, cái tuổi mình cũng lớn rồi mà có sung sướng bây giờ. Không được. Để ba đang nói chuyện với ông bà cô chú. Để đừng có đụng cái gì của ba ha. Rồi đi lắp được rồi vô chơi. Rồi để ba chút. Còn như một cây rối rồi đó. Rồi con nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Rồi giờ giữ đi nha. Rồi mở ông nội nó đi. Rồi. Con không thấy cái đường của mẹ con đâu rồi. À, đó. Rồi. Thôi, rồi nữa rồi đó. Quá luôn. Giỏi quá. Ra men vô, em nó giỏi lắm. Vô làm kim luôn đạo diễn. Rối đề tài. Mình cây nói bây giờ mình đi đâu mà có mình cháu của mình á. Mấy đứa cháu của mình đi đâu nó trong quy ra cháu nó thương. Đâu mình ở nhà đi đâu mà không có chú Bốn thì theo là nó buồn. Cháu mình á. Bi hay là Việt hay là Thảo hay là Yên rồi mấy cháu của mình mà nói chung quy là nó rất là mến mình mà không phải là riêng là cháu luôn, không ngay cháu rể á. Cháu rể nó còn thương mình hơn nữa. Rất là quý mến mình đó. Thương lắm. Thấy không? Rể dâu gì trong nhà mình cũng quý ba mình hết trơn mọi người. Từ mấy anh chị luôn á. Rể dâu gì cũng vậy, ai cũng quý. À, cả nhà coi kênh mấy cái kênh của gia đình hộ Quỳnh của mình á là chú cháu gì chứ không có phân biệt mà y như bạn nghe mọi người. Ý như bạn. Bạn là người chơi lớn chơi với nhau không có chơi ngoài. Chơi vui lắm. Bởi vì cho nên hả cháu dâu cháu rể rồi với chú rồi với cô rồi vui lắm thương lắm. Không có phân biệt gì hết á. Phát hò quậy phá mấy cháu mà ở Đà Nẵng ha mà vui vẻ nghe đâu mấy chú mấy bác mấy chú đồ ở trong Nam ra ha là tối đó là mấy đứa nó không ngủ luôn à nó được cả đêm á thích nó chờ á nó coi như nó trong mà nó không ngủ được á mấy nghe nói mà tội nghiệp hết sức luôn điện là đồ ăn sẵn sàng hả đồ ăn rồi sẵn sàng đủ hết trơn không thiếu gì hết chú muốn ăn gì nè chú mười muốn ăn gì nè tội nghiệp lắm. Mấy anh chị giờ cho anh Bi á làm cho mình rất là cảm động. Giống như mấy đợt ra ngoài Đà Nẵng nha nhà. Vừa xuống sân bay thôi là nhà cửa rồi mấy anh chị chuẩn bị hết áo quần rồi đồ ăn rồi đó. Mình đồ vừa đặt lắm. Chân xuống là như đồ ăn xong sạch sẽ rồi. Đó. Còn mọi người làm ở nhà. Mấy chuyến trước á thì mình ra đông quá thì mình ở khách sạn. Còn ví dụ như đi mà ít ít á thì mình ở nhà của anh chị cho vui, ấm cúng. Nhưng cháu mình ở ngoài nó cũng có mấy em vậy mình nói chứ cũng có mấy cái khách sạn ngoài đó cho thuê ngoài đó nhưng mà nó không muốn mình ở trong khách sạn nó muốn là xuống sân bay là đưa thẳng về nhà ở là vui hơn đó đầm ấm hơn vui hơn có rau cho con ít nè nói chứ cũng tùy theo gia đình ha anh Công ha có nhầm mình thấy á thấy luôn thực tế luôn có nhầm gia đình á cháu thấy chú là chỉ lại chào thưa chào rồi thôi không có dám ngồi ăn chung hay là nói chuyện vui vẻ chơi giỡn rồi không có đó. Nhà mình thì khác vui lắm nhà mình á hả giỡn dữ lắm gặp nhau chú cháu rồi hẳn y như bạn nghe nó không khác gì ạ bữa mùa dịch con thấy nhưng mà giỡn vui rồi nhỏ online định quay vui với đâu có được đâu có ai dám hổng không được hổng không được hổng hổng là bị ăn tát liền á nhậu chung lỡ miệng là có bị chỉnh liền vì có anh em nào xung quanh rồi bạn mà lỡ miệng nấu cái gì mà không đúng là mấy anh chỉnh rồi mãi như vậy mà như kia mình về bản thân mình vậy bạn rồi mình ngồi với mấy đứa em vậy mấy đứa em mà lỡ miệng mà nói gì cũng đúng là mình chỉnh liền mà nó mày ngồi đây anh em có chú lớn này kia mà thành ra nhưng mà la vậy không la chửi vậy xong rồi thôi cười hề hề xin lỗi anh Bảo hay là em xin lỗi anh Bi ví dụ bà anh mình nói mình là sai á chứ không có dặn không có quê không có cái trường hợp là
là bị chửi rồi bị ấy mà quê đứng lên dỗ bàn dỗ ghế hay là đứng lên đi về hay là về đó không có. Bởi vậy nó có một cái gọi là nó có một hay lắm, nó có một cái giáo dục, cái giáo dục từ trên xuống dưới, từ nào đến giờ nó có một cái giáo dục từ trên xuống dưới là rõ ràng lắm. Đâu là ra đó là mà không có mà chuyện mà vẫn giỡn đâu được. Nào đến giờ nó vậy. Cũng như cái tên của thằng Bảo đó, hồi mà mình mới sanh Bảo đó, thì bắt đầu mình muốn đặt tên cho nó thì trước khi đặt tên là phải điện thoại về, mà hồi nó đâu có điện thoại được đâu. Em nói không, không chạy ra. Em sắp sanh là bà mẹ với cha biết con trai thì trai thì đặt cái tên sẵn. Đặt cái tên. Tới con Ngọc cũng bà nội đặt tên luôn. Đặt tên luôn bà nội. Bà nội đặt tên rất là hay bà nội. Rồi tới đầy tháng á, đầy tháng thằng Bảo á là đầy tháng thằng Bảo, đầy tháng thằng Ngọc á là bà cha mình xuống. Còn thôi nôi Ngọc á thì mẹ xuống. Có tấm hình đó, còn tấm hình đó, còn người thấy đâu để mang lại bây giờ. Không phải là không ai đâu. Tưởng tượng bà nội lúc đó chắc bằng mẹ giờ. Quỳnh Trí Bảo. Đó. Ông già mình nó không còn sống đã Quỳnh Trí Bảo sao mà con Bảo Ngọc mà ra đời đó. Là mẹ bà đặt là mẹ bà đặt cái tên là Quỳnh Thị Bảo Ngọc. Dạ. Yeah. Bảo rồi lốt cái tên Bảo. Đó bà đó là về đời mình chìm hơn nó. Đó. Mình lót nó, em lót nó suốt bên đây cho mình chìm hơn nó hoài. Nội bà nội đặt tên không á. Cái chứ không phải cái hồi mẹ dưới quê mình là bấy đường góc 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 rồi đạp rồi. Ở miền Trung thì họ không có đặt cái đó. Miền Trung là người ta đặt tên, ví dụ như nhà mình là Đức Hạnh Công Bình, ông già đặt là Đức Hạnh Công Bình Hồng Trung Nghĩa Chiến Thắng đó, một cái tên một cái văn như vậy đó. Rồi tại vì sau này biết là cô Nhung lột ra là cuối cùng năm 80 là cô Nhung lột ra là đây là Nhung đó, Hồng Nhung, Hồng người Nhung luôn, Hồng Nhung cái ông Hồng Nhung hai chứ Quỳnh Thị Mỹ Nhung hai. Đó là bây giờ là cô Nhung lấy luôn một cái chạy gà để là Mỹ nhỡ gì Mỹ Nhung hả, để là Mỹ Nhung luôn, tên rất là hay. Nếu mình nhiều khi mình nghĩ mình thầm là cảm ơn ba mẹ mình để ra một bài con đó, ai cũng nên người con ai cũng nên thân lên người ấy, không có quậy quả, không có nói ra đường, không có nói chuyện tục tiểu, không muốn lộn trên đời này là cha dặn cha mày dặn con là ra đường, ai nói lớn thì mình im lặng. Họ la mình thì bỏ mình đi chết rồi xong không gây gỗ gì ai vậy. Bây giờ mình cũng dạy con mình, bỏ cũng vậy, bỏ Ngọc cũng vậy. Ai nói lớn thôi mình nói nhỏ lại, ai nói lớn nữa thôi mình bỏ mình đi chết. Mình nó im lại. Nói mới được 3 tháng. Hôm nay 3 tháng. Với lại về là không có đủ. Về chơi mình đâu có mọi người. Bây giờ mình á, chứ bỏ rất là khó. Bỏ thương con thương cháu dữ lắm, nhưng mà bỏ khó dữ lắm. Gọi là bây giờ mình trung mà bỏ khó lắm. Ví dụ như về nhà đi, về nhà mình, gia đình mình về nhà chơi, mà ví dụ như thằng Bảo mà nó nói cái chuyện gì mà không lớn tiếng một chút xíu nữa là bắt đầu là bả chấp tay sau đít, bả đi vô đi ra rồi đó. Mà mẹ mình á, bả chấp tay sau đít, bả nói vậy là bả không có thương Bảo, mà nội không thương con. Lâu lâu con về nhà bà nội mà con nói lớn tiếng quá, mà nội không có thương đó. Bả đôi khi mọi người biết sao không, đôi khi ví dụ như ngồi với anh em trong bàn rồi mình vui á, vui cái câu chuyện thì mình cười, kể câu chuyện ra mấy anh em chập nhau dọc lại cái cười hào hứng, cười em la lên mình cười mình ấy á. Ba không chịu, ở trong thì trật tự lắm, mấy anh em mấy con cháu mà nhậu ha, phải chấp tay xô đít, phải cho nhậu, phải chấp tay xô đít mà đi tới đi luôn vậy đó. Mà coi đứa nào mà nói cái gì ha là nó tới bao nhiêu nhéo cái lỗ tai. Không nội không sống là nhéo lỗ tai gì, không nội không sống là chịu, ông nội là hai lon với 80 mấy tuổi luôn, khi mà ông nội chết luôn cũng vậy. Ba cái hệ luôn cái nhà. Là ông nội kêu cái là bài ra, ô đây đây bia đây, đây vô phòng tao lấy. Là bài ra là mình uống hay không là quyền của mình, mà mình không uống à. Uống đi mày, lấy uống mày, lấy con uống cho vui. Nói vậy á. Nhà là ba thế hệ ông cháu á. Chứ không có người ngoài. Cha mình thì lúc nào á là bia thì lúc nào cũng có trong 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 phòng của bà nội á. Lúc nào cũng làm 5-3 thùng bia hết trơn. Giờ này nè, giờ khoảng 4 giờ. Thì nó 4 giờ là bà. Bà nội ba xào miếng thịt bò. Xào thịt bò cho ông nội là đó, làm hai chai vậy đó. Mà lúc thời gian mình là về ở dưới mình ở thời gian lúc chưa có vợ, chịu làm về là thấy ông ngồi mình à, mà ông lấy bia uống mi uống lon cho vui. Mà mình giờ ngồi mình mà vậy, mình thanh niên mà mình ngồi với ông nội thì ngồi uống cũng thấy nó kỳ kỳ sao, rồi thôi có con uống nào uống đi. Nhưng ông nội cũng dễ lắm. Ông nào cũng vui. Ông uống rồi ông tâm sự, ông nhớ những cái lúc hồi nào ông kể cho mấy đứa con cháu ông nghe những cái chuyện gì ông tâm sự. Mà ông nội chữ đẹp á. Trời, nói gì nữa. Viết chữ không được kiếm luôn.
Tại vì hồi lúc con về con nhớ có lần con ngồi trước nhà, cái ông nội đang ngồi trong cái bàn viết đó ba. Ừ. Tới ông nội khoe cho coi mấy cái vở ông nội viết đẹp cực kỳ luôn nha ơi. Tuổi đẹp lắm. Đẹp. Ngon quá, đậu ngon quá, nay tâm sự hơi nhiều, dài nãy giờ hơi dài đúng video. Đậu quá ngon. Ngon quá không ạ. Đậu quá không có ăn lại cái lẩu này đâu. Thèm cũng phở, phở cũng 3-4 tháng rồi không được ăn, mọi người thèm phở cực kỳ. Lên ăn nước hoài. Tìm không ra bánh phở. Rồi mọi người ơi, thì coi như là cái bữa ăn ngày hôm nay cũng là một cái mục đích là bữa ăn là để dành mình thèm nè mọi người. Thật sự mình thèm tổng bò buổi giờ rất là nhiều luôn. Thì hôm nay đã ăn được rất là ngon. Thì cũng xin chia sẻ với anh chị cô chú một cái món ngày hôm nay nha. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương ủng hộ video của gia đình mình. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Bye. Xin chào cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà.